Debut GH. Thì hôm nay mình sẽ chơi game Layers of Fear. Này chắc mình không biết dịch cái nghĩa sao, tại vì theo mình đoán cái nghĩa của cái game này là những bức màn của nỗi sợ này. Các bạn nhìn thấy có vẻ game này dạng game kinh dị. Ok, bắt đầu chơi. I know how you must feel, lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Chồng ơi, dạ, đợi con xíu. Giống như những gì ngài đã yêu cầu. Không thể nào. Cái đống hỗn độn, đống hổ lốn bên trong, kể cả như nếu như ngài làm cái gì đó có rất nhiều cho căn phòng thì có lẽ như ngài nên chú ý hơn về cái nơi mà ngài đã để chìa khóa. Tôi đã để chúng ở trên văn phòng của ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành. Ok. Tôi không đi xuống tầng hầm đâu. Ngài xuống xuống nhà xuống xuống à. Còn cái gì đây nữa? Cái dụng cụ mà cho con chó à. Mày dùng mỗi chó không? Gì đó tôi không biết. Thank you.
anh gì ghê vậy? Ai nhìn nè. Cũng công nhận ông này cũng chịu khó mua thiệt. Bức tranh ghê cái gì? Con gì trên kia vậy? Why there's so many babies here? No, no more baby. I don't like it. No. Chị ơi, cho em hỏi văn phòng của em thôi chị. Mấy phòng? Anh nhà. Đó. Gì vậy? Gì mới đó kìa? Hồn tôi nhà ba. Hết hồn quá. I don't like going to a kid's room because it always gives me a bad feeling. Mr. Baby, why are you here? Em bé ơi, ngày sao ngày lại đây hả? Mr. Baby, tối nay sẽ chỉ tất cả sẽ chỉ có anh và em, hãy làm nó thật là đặc biệt, anh hứa đấy. Quá đã. Ôi giời ơi, cô bé hoàng hoa nổi và chú chó sói may mắn. Why your face so hairy? Huh? And what are you holding then? Sao mày ra đeo ngay nữa đến giờ này hả? Đồng hồ. Why? Sao? Bây giờ là 12 giờ 10 phút. Hả? Cửa tự đóng. Ê. Hả ra. Ê, chơi vậy không được nha. Chị Ma. Ám gai chị, trời ơi, thôi mà, trời ơi, chết tôi rồi, cái đình công rồi. Thấy được bản thân mình luôn nè. Vừa ghê không, đó, nhìn mình đĩa trai ta, đẹp trai nha, quá đẹp trai luôn. Thì đây. Còn dễ ăn chắc, trong chủ là hoa sĩ. Chắc luôn đóng bệnh đóng giấy giấy vẽ đồ ngọt
này chắc ông vợ này là chắc ông có ông này ông như nhân vật này là ông có bà vợ nè, gặp ở này có bà nó nè, em đâu quá em cảm thấy chán trường và mệt mỏi khi mà chúng ta phải nói chuyện thông qua những cái tờ giấy ghi chú này, chúng ta sống chung một cái nhà mà. Ôi trời ơi, hãy nói chuyện với em khi mà anh xong việc trước khi mà anh đi ngủ nhá. Cọ đồ ha. Cái nói mình ha, là ông xứng đáng với điều đó mà tôi biết ai nói với mình nha. Nhưng mà tôi sẽ gọi là đó nó là tôi sẽ theo câu là ông xứng đáng với điều đó. Hoàn thành nó đi. Ghê, biết hoàn thành gì đâu ba. À, tôi biết hoàn thành cái gì, mất hoàn thành đâu rồi. Này hả? Ba. Thôi nghe sợ cái óc nha. Gì đây? Làm gì? Bức tranh rất là trừu tượng. Nó có một cái gì đó nó chảy xuống và một cái gì đó nó cũng chảy xuống nữa mà mình không biết đó là cái gì, chắc tương cà hay là màu đỏ. Mở chưa? Oh my. Như hồi nãy là mình đang ở cái sảnh chính ở dưới phải không? Bây giờ mình đang đi ở đâu đây? Hay đó cho tôi biết đi. Ôi sao nó tối vậy? Thôi tôi đi vô cho sáng á. Tôi sợ lắm. Hả? Mới hết hồn ba. Mới hết hồn. Ôi trời, thôi rồi. Ôi trời, cánh cửa đóng rồi. Thôi đi tiếp thôi. Thôi đóng cửa lại đi vô thôi không chơi nữa. Thôi cái gì nó kêu kẹo kẹt vậy hả? Nước à? Tôi chưa kịp đọc cái giọng kia nữa, đóng cửa rồi. Đi đây, cũng đang đang đè người đó đâm xuống. Ừ, đâm chết luôn, đâm rồ phèo rồi luôn. Có gì không? Có cửa không? Có cái chữ gì đó mà mình không biết cái đó là cái gì cả. Ở bảy bảy đừng ngồi em nhìn bảy. Trời ơi, hai ông một bà luôn kìa trời. Bảy đừng ngồi nha, bảy chữ bảy đừng ngồi em nha. Gì vậy? Đi lòng vòng à? Tôi biết tôi đi lòng vòng rồi đó. Nó con gì kìa? Con gì đen đen nó hù mấy người này hú hồn luôn. Giống con dê quá ta. Satan à? Tôi đi tiếp à? Nữa thôi cho tôi ra đi, trời ơi là trời. Thôi mà gì đây, trời má tí gió tưởng con nào hú.
mấy đây à? Ê, sửa cái ốc vô ba. Ê, gì đây? Mật mã. Rồi, chơi giải đố. Này, game giải đố mọi người. Coi, 4, 8, 5, hay 5, 8, 4. Thử. Nào thì thầm đó. Nào, ra đây. Nào mới thì thầm. Rồi má ông này đâu ra, ủa này đâu thấy ông đâu. Ủa ông đâu ra đây à? Đừng ngủ tôi nha, đừng tưởng tôi hiền là tới à. Thế cứ lại gần là thấy cái tiếng đứa nào nó thủ thị bên tai mình nha. Đó. Ê đâu nè, hộp Pandora ta. Mình coi thử rồi. Rồi, 4 nè, 8 nè, 5 nè. Anh mấy chị đừng từ trên tranh ra đâm đồ em nha, anh sợ mà. Ui. Quá khứ giữ chúng ta lại, nhìn kỹ hơn đi em, đây nhìn kỹ hơn nè, nó sợ rồi đó. Đây. Thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Nhẫn à, đây nhẫn ông chồng à, cái ông nhân vật mình đang điều khiển là điều cho bà vợ. À, hai xem này, đi đưa cho bà vợ xem như là còn hôn bà vợ, đi nói ông bà vợ, đi ông nói là bà vợ là kiểu là cái tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, chắc là vậy. Oh fuck, cái gì đây, cửa đâu ra gà đây. Fuck. Holy. Đi có này đâu. Mình phải đi cái này mọi người ơi. I have to go this way. Shit. Let me go this way. Please. Yes, I will never forget, but please go this way. Please. I will never forget you, so let me go this way. Okay? Okay? You? Cái ghế kẹo kẹt kìa. Hello. Hello. Rồi. Hello. Này chắc là mình đang nói với bà vợ nè, em cứ lảng vảng xung quanh cái phòng làm việc của anh hoài vậy hả? Tại sao vậy? Đây là lần cuối cùng em không được vào cái phòng đó, kể cả khi cái phòng đó mở cửa đi chăng nữa, anh cấm em đi vô đó luôn. Đây là cái lần cảnh báo cuối cùng của anh. À không, cái này là nói với ông nhân viên. Lộn 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 tôi đó, tôi lộn rồi. Anh cứ lảng vảng xung quanh cái văn phòng, cái chỗ phòng dưỡng tù vậy hả? Hả? Đây là nhắc nhở nữa là anh không được vào cái phòng đó kể khi cái cửa đó vẫn mở. Tôi ngăn cấm anh đi vào cái phòng đó nữa. Và đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi. Nếu lần sau anh sẽ tìm công việc mới đấy. Rồi. Kéo kẹt kéo kẹt. Ok, sao đây? Đó, what the... Ô, tương tác nó hợp lý nha. Hai cái cửa dưới đã được, nhưng cái cửa này đéo dùng được. Ê, đang kéo kẹt sao dần rồi? Ê! Oh, fuck. Sợ rồi nha.
Phòng gì đây, có con thu nè. Sao có em bé treo gờ ke? Ờ, không phải ông này biến thái không ta? Mr. Moose, Mr. Deer, can you have me? Of course, Carol, I want to have you. Ok. Chơi kê nha. Ủa, muốn lấy thích chơi cờ bino ta. Đang đâu đây? Trời ơi, tối thui tôi không thấy gì cả. Ủa, nó đang đâu vậy? À, trong sân nhà. À, đây. Đang đâu vậy? Nó thui à. Lấy cái mẹ vậy. Ê, hay mình chỉnh đồ sáng xíu luôn nha. Mai từ từ. Không dám quay lại luôn, đi nhìn luôn á. Ủa, đèn đâu? Đèn điện, đèn đốm đâu? Gửi cho nó bà vợ về đứa con, cái thứ đồ. Cái gì, ông che tay cái gì? Hả? Tôi đang bị đuôi, tôi không thấy cái mẹ gì đây nè, không thấy không? Trời đất ơi, cái đèn tôi không thấy luôn nè trời. Đèn đóm đâu thì không thấy bà khí khô gì đó. Ủa giờ tôi đi đâu? Mở bằng cách nào? Nó không có đèn. Ồ. Đây nè. Hello. Ê, chủ nhật bánh trai lắm nha. Cô thích chú rồi đó. Giờ sao bật đèn? Con thấy chú rồi đó, nhưng mà giờ sao bật đèn nè. Chú ơi. Đèn đâu chú ơi? Chú ơi chú. Đây phải không? À, đi lên luôn nha. Má cái gì vậy trời, sởn cho gã luôn nè. Chú lại nhìn thẳng vô mắt con mà chú nói chuyện ha, nhìn thẳng vô mắt con này. Ok. Má những bức tranh lơ lửng thật là hùng vĩ. Thôi con tắt đèn để chú được an tĩnh nha. Thôi chú không thích thôi, con đi lên nè. Ngày đầu tiên được chứ. Gạt này vô hả? Ơi, còn có vụ này nữa ư? Ốc. Oh fuck, cái gì vậy? Oh. Màu dòng nó quá vậy lại dương 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 à. Mr. Dare, why you holding the baby? Chú, sao chú? Chú sao chú lên đây? What the hell?
Oh, cái phòng này chú phù hộ con chú con à chủ rồi đó, mang mấy chị đứng ra nhảy ra hù em nha. Trời ơi cái gì hay đếp lại là cái gì. Tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Cái dáng nó một tí, anh muốn được vẽ những cái đường cong lãng mạn đó của em. À, ông chồng em mày. Gì vậy? Cô không có mập như thế, tôi biết rồi bà. Anh biết rồi bà xã à, trời ơi, mệt mỏi. Ông này là lấy bà vợ ra vẽ nè, ok. Ông chết với tôi, nha. Ông đó nha. Ủa, what the fuck cái gì vậy? Sao hình ông nào cũng chắc bé chắc bọt vậy? Cái gì đen đen gì đây? Oh fuck. Nữa hả? Ôi không. Ôi xong tôi rồi. Chết tôi rồi. Fucking dead. Có tiếng chuột nữa. Ồ, có chuột kìa. Má nhà có chuột. Trời. Hôm nay sao đây nữa? Xe chỗ này có ngày lũ tim chết. Ồ cái gì mà nó treo cổ hết rồi. Gì đây? Ai khóc vậy? Thôi thôi em đi. Thôi em. Thôi chị khóc đi. Em đi em đúng rồi chị khóc. Thôi đúng rồi con đi. Ai khóc dài qua đây luôn kìa. Chết tôi rồi. Thôi chị ơi. Chị à, em nói nè. Em biết là em không phải là cái ông đang, em biết là cái em như em đang điều khiển là chồng chị, nhưng mà chị đừng khóc nữa tại vì cái tánh ổng nó khốn nạn lắm rồi em biết mà, mê vẽ ông lấy chị ra vẽ luôn mà chứ anh ông không thấy thế nào ông có chăm sóc cho chị, ông vừa vẽ cho ông vẽ xấu quá liền. Thôi đừng khóc nha. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? Anh lúc chúng ta I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. anh gặp em rất là nhiều lần trong nhà nhưng mà anh em mới chưa có một lần nói chuyện trực tiếp với anh. Em nghĩ đây là chính là lúc. It is time until now, cho tới tận bây giờ anh lúc lúc hai mặt một lời xem ai là nóc. Anh không nói chuyện với tôi cầm cái ra cái bàn chải tóc tôi phái cái đầu anh, tôi phái nhưng mà anh được chưa mà sao khóc rồi. Dạ, đừng khóc nữa thầy.
nãy dữ quá, hồi giờ chị khóc luôn. Cửa nào đây? Bên trái, bên phải? Tì tả hậu tướng. Không, tôi không đi cửa này đâu. Tại sao đủ không của sắp mặt? Ôi không, nó bắt tôi đi đường này rồi. Vô luôn. Vô luôn. Oh fuck, cái gì đây? Demacia. Ờ. Ờ. Hết hồn. Bảy nha. Ai đâu, ai ra trong đâu, trong phòng đó nha. Không chơi ra hù nha. Ừ, sao cái trái táo rớt đây? Trời má nó khô héo luôn rồi. Ủa phải làm vậy ông mới chịu luôn hả? Trời ông hết chuyện rồi ơi. Cái gì mà táo rơi vậy? Trời ơi cái chanh nó đen xì. Ơi hết chuyện chơi dao với mấy chết người vậy mày. Không chơi đâu à. Hỏi gì đây? Trái cây rớt gì? First I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife, not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Rồi vậy cái biến mình vừa giặt là cái da người á hả? Kinh tởm vậy. Thôi ông chồng này ông biến thái là trời. Chắc ra để dùng. Ông lấy cái dao để ông ông không phải dao mà lại như dùng để cắt mì rồi các thứ nha. Mà dao dùng để gọi là sắt như mà gọi dao cạo luôn á. Tiếng đỏ nhẹ. Nó thành con hồng hạt. Ghét. Cho tới tận bây giờ. Lạc mất. Anh xứng đáng như thế. Hoàn thành nó đi. Đây như con để mình nói nè. Về một cái gì đó cho nó giữ cái tay ông này gọi là ổn định. Nghe sao nó thấy nó kinh sao nha. Xem lại stream thì giấc mơ lờ rạc. Có táo đây nữa, trời ơi đừng táo nữa. Đừng thiệt. Tôi nói thiệt đó, tôi không chịu ăn táo nữa. Thôi thôi. Ủa vậy đủ rồi. Thôi chắc mình dừng cái buổi livestream tại đây thôi. Tí nữa mình đem ăn cơm tí nữa mình sẽ livestream tiếp. Mà livestream game gì thì mình không biết nha. Hẹn gặp mọi người trong buổi stream lần sau. Bye. Bye mọi người nha.